Việt Nam xếp thứ 6 trên toàn thế giới về tình dễ tổn thương với biến đổi khí hậu. Đã có nhiều tác động rõ ràng của biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đặc biệt là ở những khu vực ven biển và vùng cao nguyên. Tình trạng nhiễm mặn, mưa lớn, lũ lụt, chiều cường thất thường và sói lở bờ biển đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân, đặc biệt là phụ nữ. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai ở khu vực phá Tam Giang thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là vùng đầm phá ven biển phía đông của Việt Nam, tiếp nhận nguồn nước từ ba con sông Ô Lâu, sông Bồ và sông Hương. Phá Tam Giang là không gian sinh tồn đối với hàng chục ngàn hộ dân. Họ sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên, kiếm ăn hàng ngày bằng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm và trồng lúa nước. Quan niệm truyền thống của người dân địa phương nơi đây là đàn ông luôn giữ vai trò trụ cột trong gia đình, còn phụ nữ thường chỉ biết lo nội trợ, ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội. Trong năm 2013, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững SRD thực hiện dự án nghiên cứu hành động có sự tham gia của phụ nữ FPAR về thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dự án nhằm mục đích tài liệu hóa tác động của biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và xây dựng năng lực tổ chức cũng như vận động chính sách liên quan. Thông qua dự án này, phụ nữ không chỉ có cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai mà còn chia sẻ một số biện pháp và sinh kế thích ứng phù hợp với đời sống của địa phương. Tại xã Hải Dương, biến đổi khí hậu đã làm cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Trong đó, phụ nữ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đợt đấy thì bị phèn, nhiễm mặn nên chỉ mỗi năm mà làm chỉ được một vụ là với là cái giống chiều mặn thôi. Dạ, con thì đa số thì bỏ hoang. Dạ. Do đất bị nhiễm mặn nên người dân chỉ trồng được một vụ lúa. Thay vào đó, chị em phụ nữ địa phương đã biết tận dụng diện tích đất bỏ hoang không trồng lúa được vì thiếu nước để trồng dưa hấu chịu hạn. Ngoài ra, chị em còn biết tận dụng đất cát ở gần biển và các bào nước ngọt để trồng và tưới tiêu cho dưa hấu. Ở chỗ khác thì nó trồng lúa thì trồng một năm hai vụ, nhưng mà ở Hải Dương do nước mặn nên lúa trồng một năm được một vụ thôi. Nên thì ba con đã sáng kiến ra ngoài này là trồng thêm được cát, này là trồng thêm được cát ngoài này trồng một năm được hai vụ. Vậy trước đấy dưa hấu ở đây là nó trồng một sao là được khoảng 3 bông tà thôi. Nhưng mà từ ngày có dự án ở TĐV tập huấn tăng lên một sao là được một tấn. Chị Thúy cho biết, sau khi trừ hết chi phí sản xuất, công việc trồng dưa hấu trên cát hàng năm của chị đều mang lại nguồn thu từ 20 đến 25 triệu đồng. Một số tiền không nhỏ đối với người nông dân. Thông qua các dự án, SRD cung cấp thông tin cho người dân nói chung và phụ nữ nói riêng về tầm quan trọng của việc giữ môi trường sống xanh và sạch. Qua đó, hoạt động thu gom rác ở hai xã Hương Phong và Hải Dương cũng được tổ chức lại. Và hai hội viên phụ nữ này đã trở thành người thu gom rác thải đầu tiên ở xã Hải Dương. SRD là có cho một tập huấn, về là tuyên truyền cho ba con là để thu gom cái rác thải nữa, rác thải nguy hại đến như thế nào, rồi là họ tuyên truyền là để cho môi trường sạch sẽ, là coi như trẻ em vì dân chúng mình là ít bệnh tật nữa. Nếu như mẹ ra đế không về thì bọn em cũng chưa biết nữa, cho dân vì rác thải thì đi chỗ rác thải thôi, nhờ cho đế dự án ra đế về tuyên truyền rồi khi nữa mới biết, mới hưởng ứng khi nữa mới đăng ký đi thu gom đấy chứ. Cách đây 2 năm thì có một đội thu gom rác thải, thì từng hộ gia đình trên khu là phải bỏ đồng chỗ và đồng quy định của rác. Nên chỉ mỗi gia đình có ý thức là không đổ rác xuống hồ. Nên từ ngày chứ là nguồn nước là trong, luôn lạch rồi chạy trong suốt. Họ thả cá rồi rửa là có hiệu quả cao so với trước đây. Và thu nhập bình quân đầu người của trong thôn thì có khá hơn. Ngoài thích ứng, SRD cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của phụ nữ trong ứng phó giảm nhẹ rủi ro và phục hồi sau thiên tai. SRD đã phối hợp với địa phương xây dựng bảng cảnh báo thông tin về thiên tai, đặc biệt là bão lụt, và xây dựng năng lực ứng phó cho người dân ở địa phương.
Thông qua chương trình, phụ nữ đã tham gia nhiều hơn trong công tác phòng chống thiên tai. Nhờ đó, nhiều chị em đã biết cách bảo vệ tài sản và sinh kế của họ trước và trong mùa lũ. Được năm 99 thì em nuôi ngang thì nghe thấy tiếc thì lục bão trôi hết ngang vịt trẻ. Chứ mấy năm nay là nghe thời tiết rồi là nuôi là ít lũi về là khi mưa bão thì chẳng đem vịt lên cao về không với là trồng lúa đâu cho đầy đủ để cho vịt ăn cho an toàn. Thì trước đấy là lục bão năm 85 với năm 1999 á là mình biết á lục tự nhiên tới cái bơ lo chạy. Gạo cũng lo, củi lửa cũng lo, đến khi mà nước lên thì lửa cũng có, củi cũng có, gạo cũng có, cái nữa không? Mua mấy tôm ăn sống chẳng có củi để mà nấu nữa. Sau đi nhờ tập huấn mấy lần SD, khi nào mình mới rút kinh nghiệm, chứ mỗi lần mà về mùa lục bão á, là lo trăng trống nhà cửa nè, xong cái lo gạo nè, nước nè, củi nè, mua thuốc nè. Mua thuốc để giống ở đâu bụng nữa là chuẩn bị nữa, vậy lại là đèn bính nè, vậy lại là vận động thêm ba con nữa thì mình có biết là rồi, mình vận động thêm ba con là mỗi lần mà về mùa lục bão là cứ hay thường xuyên để theo dõi đài. Phụ nữ địa phương ít có cơ hội tham gia tập huấn kỹ thuật, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng trong phòng chống thiên tai, mặc dù họ đóng một vai trò rất quan trọng. Vì vậy, thông qua dự án trước và chương trình FPIR-SRD đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, sơ cấp cứu, diễn tập phòng chống thiên tai để nâng cao năng lực và giảm tính dễ bị tổn thương của phụ nữ. Dự án cũng vận động chính quyền địa phương đưa phụ nữ tham gia đội xung kích cấp thôn. Kết quả là đã có 60 chị em phụ nữ địa phương tham gia vào 12 đội xung kích cấp thôn ở 2 xã, vốn trước đây chỉ có 5 giới. Chị em phụ nữ còn có cơ hội tập huấn, lập kế hoạch, chằng chống nhà cửa và cứu hộ cứu nạn mà trước đây chỉ có nam giới tham gia thực hiện. Người dân và chính quyền địa phương đánh giá cao và coi trọng sự tham gia của phụ nữ trong hỗ trợ cộng đồng ứng phó với thiên tai. Phụ nữ cũng cảm thấy tự tin và hài lòng với chính mình nhiều hơn. Ngoài ra, chị em phụ nữ còn sáng tạo trong việc xây dựng các vở kịch truyền thông để truyền tải thông điệp về sự tham gia của phụ nữ trong đội xung kích cấp thôn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết nhân rộng mô hình này ở các xã khác. Dự án và chị em phụ nữ đang vận động để chính quyền địa phương ban hành quy định về việc tham gia của phụ nữ trong đội xung kích cấp thôn ở tất cả các xã trong toàn thị xã. Cái trong công tác mà phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai thì phải nói là họ rất xem nhẹ về cái vai trò của phụ nữ. Họ nói là phụ nữ thì là chứng giữa tay mềm thì làm chưa được. Nhưng mà thật ra thì phụ nữ đã làm một công tác này lâu rồi nhưng mà chưa ai biết đến, chứ không phải không làm. Thành thử thì từ ngày mà được cái dự án quẹt ra đê là nâng cao cái nhận thức khi biết cho chị em phụ nữ về cái vai trò góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thì phụ nữ là đóng cái vai trò mà tôi cho là hết sức rất quan trọng, đã được phối hợp cùng với chính quyền địa phương. Mình phải làm nâng cao được vai trò phụ nữ là mình phải có tiếng nói của phụ nữ, chị em đến động viên,